Thời điểm này, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cửa hàng siêu thị và chợ dân sinh đã nhộn nhịp trở lại với lượng hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng đột biến. Ghi nhận của phóng viên tại chợ thị trấn Lăng Chánh, các siêu thị, cửa hàng tạp hóa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này hoạt động kinh doanh đã tấp nập trở lại với giá cả dần ổn định. So với thời điểm trước Tết, các mặt hàng như thực phẩm tươi sống, rau củ khá dồi dào, giá cả không tăng đột biến. Hầu hết rau xanh bán lẻ tại chợ có nguồn cung từ người dân tại các thôn bản cận kề, khu vực thị trấn Lăng Chánh, Đồng Lương, Tân Phúc và một số tiểu thương nhập hàng từ các huyện lân cận. Giá các loài rau dao đồng từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng một bó, bắp cải súp lơ từ 10.000 đến 15.000 đồng một chiếc, cà chua 20.000 đồng một kg. Nắm bắt tâm lý sau Tết, lượng thực phẩm tươi sống như các loại thịt sức mua khá chậm, vì thế tiểu thương chủ động giảm nguồn cung hầu hết bán đến đâu, nhập hàng đến đó. Thịt lợn giá dao động từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg tùy loại. Các mặt hàng hải sản có sức mua mạnh hơn, giá cả tăng không đáng kể. Cụ thể giá các loại cá cao hơn thời điểm trước Tết từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng 1 kg. Cá chép trước Tết có giá 75.000 đồng 1 kg, sau Tết tăng lên 80.000 đồng 1 kg. Cá chấm tăng từ 100.000 đồng lên 120.000 đồng 1 kg. Cá chấm giòn tăng từ 160.000 đồng lên 170.000 đồng 1 kg. Tôm tăng từ 200.000 đồng 1 kg lên 250.000 đồng 1 kg. Nhiều tiểu thương cho biết giá thực phẩm tăng nhẹ do sức mua giảm, lượng hàng hóa vận chuyển ít, trong khi đó giá cước vận chuyển vẫn giữ nguyên nên giá nhập hàng bị đẩy lên, bắt buộc giá bán ra tăng nhẹ, tuy nhiên không có tình trạng ép giá hay tăng giá quá cao. Để đảm bảo bình ổn giá cả sau Tết, huyện Lăng Chánh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo không có mặt hàng nào bị đội giá quá cao so với thông thường.